Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 228. Ngô Bình rút ra một cây tơ nhện từ trong miệng nhện tộc, tơ nhện này rất cứng không bị chém đứt, thậm chí nó còn rất sắc bén. Anh suy nghĩ một lúc rồi đốt nó, nhưng cũng không có tác dụng gì. Anh dùng kiếm chém cũng rất khó đứt, thậm chí còn làm hư cả thanh kiếm quý. Phùng Hưng Bảo cười khổ nói, tơ nhện này chắc thật đấy Lý tướng quân, chúng kết thành một mảng thì càng khó phá rách hơn. Lỡ như binh lính của chúng ta bị chúng bao vây thật rất khó thoát được trong thời gian ngắn. Ngô Bình nhớ đến thiên nhận chu ti của mình, thứ đó còn sắc bén hơn cả tơ nhện anh đang cầm. Nhớ đến thứ anh lập tức lấy ra một đoạn thiên nhận chu ti, rồi đập hai thứ này vào nhau. Một tiếng choang vang lên, tơ nhện của nhện tộc đột ngột bị chắt đứt mà thiên nhận chu ti không có chút bị tổn hao nào. Anh gật gù, nhanh chóng chế tơ nhện thành vào loại pháp bảo và binh khí. Anh muốn dùng thiên nhận chu ti để phá tơ nhện cứng của nhện tộc. Từ đó anh lại cho Phùng Hưng Bảo đưa ra 48.000 tu sĩ đạo cảnh, rồi để cho họ dùng hai loại binh khí bản sao từ thiên nhận chu ti mục đích chuyên môn phá tơ nhện của địch. Sau đó anh lại lấy ra cấm kỵ lực, hóa 48.000 người này thành cấm kỵ binh, tăng thực lực cho và cũng truyền lại kiếm pháp cho họ. Thoát cái, 48.000 người đã kết thành một sát trận. Cùng lúc đó, Ngô Bình cũng lấy ra nhiều thiên nhận chu ti hơn đưa cho binh linh chế tạo binh khí, trong đó thứ chế tạo nhiều nhất được gọi là ti nhận. Một đầu của thiên nhận chu ti cố định ở chuôi, một đầu khác trói một quả cầu kim loại, từ đó sử dụng thiên nhận chu ti cắt mục tiêu. Phùng Hưng Bảo tự dẫn 100.000 đại quân, dùng 48.000 quân đi tiên phong công đánh vào đại quân nhện tộc. Số lượng binh lính của nhện tộc không nhiều, nên không chiếm được lợi thế. Bọn chúng chỉ biết phun ra mạng nhện từ khi đại quân ở phía xa, những mạng nhện này có diện tích rất rộng, thoát cái đã bao phủ hết cả đại quân nhân tộc. Lúc này nếu không có cách nào giải quyết, tất cả mọi người sẽ bị tơ nhện trói lại và đánh mất sức chiến đấu. Tiếp theo đó, chỉ đợi kẻ địch đến giết. Cũng may 100.000 đại quân đều cầm ti nhận, mấy vạn ti nhận bay múa trong không trung một lúc. Thoáng chốc những mạng nhện kia đã bị cắt thành từng mảnh nhỏ, không còn chút đe dọa nào với đại quân nữa. Họ phá mạng nhện trận này xong, nhện tộc cũng hoàn toàn là con mồi chờ chết dưới kiếm của đại quân nhân tộc. Ánh sáng của kiếm lóe lên, lập tức chia quân nhện tộc thành 5 xẻ 7. Nhện tộc mất đi lợi thế, nhanh chóng bị đại quân nhân tộc tiêu diệt. Chỉ còn một bộ phận nhỏ còn sống sót, lại vội vàng chạy thoát. Trận chiến lần này Phùng Hưng Bảo nhận được thắng lợi toàn cục đầy vẻ vang. Phùng Hưng Bảo đến xin nhận công, Ngô Bình lập tức phát hiện ra trên lệnh bài của tướng quân mình có thêm hơn 800.000 quân công. Đánh xong trận này, Ngô Bình lại đến Thiên Nguyên và Đông Hải. Tình hình ở hai nơi này cũng giống bên này, họ đều bị nha môn bắt lính nhắm vào. Nhưng thân phận tướng quân nhị phẩm của Ngô Bình khá có đất dụng võ, nên đám kia cũng dè chừng. Sau khi anh giải quyết xong phiền phức ở đây, cũng đã đến lúc Chiêu Thiên Phong mở ra. Anh đến thăm Nguyên Thủy Đạo Tôn trước, rồi lập tức đuổi đến Chiêu Thiên Phong. Trên một cánh đồng hoang vu rộng bao la, đột ngột xuất hiện một ngọn núi cao đến 100.000 trượng, đỉnh núi đâm xuyên qua đám mây chọc trời. Nguyên Thủy Đạo Tôn dẫn theo 3 người tâm đắc, từ Ngô Bình còn có một nam một nữ tu sĩ, tuổi họ cũng tương đương với anh. Nữ tu có vóc dáng thon dài rất xinh đẹp, nam tu cũng anh tuấn, nhưng mà Ngô Bình lại không biết họ. Điểm kỳ lạ nhất ở chỗ, hai người này cũng chẳng biết gì về thân phận của Ngô Bình. Ngô Bình hỏi Nguyên Thủy Đạo Tôn mới biết được. Hai người này vừa sinh ra được huấn luyện đặc biệt từ khi sinh ra. Vậy nên, thế chất đặc biệt, tư chất nghịch trời, nhưng sự hiểu biết về thế giới bên ngoài còn có hạn. Ông ấy bảo Ngô Bình để ý và tổng nom hai người họ nhiều hơn. Ngô Bình không hỏi nhiều, sư tôn đã chọn họ vào Chiêu Thiên Phong thì chắc chắn có lý riêng của mình. Nguyên Thủy Đạo Tôn để 3 người ở trước núi, rồi rời đi. Xung quanh họ còn có rất nhiều tu sĩ khác, có khác tộc, thậm chí có cả sinh linh hỗn độn. Mọi người chia thành từng nhóm rõ, cách rất xa nhau. Ngô Bình nhìn Chiêu Thiên Phong mờ ảo kia nói với hai người, lát nữa, hai người đi theo ta nhá. Ánh mắt của nam tu rất lạnh, gương mặt trong sáng như lạnh lùng, bình tĩnh nói, bọn ta không cần người khác chăm sóc đâu. Anh biết người nam tu này rất tự tin, nên không quan tâm hỏi, ngươi tên gì? Trương Huyền Thanh, nam tu lạnh lùng, cao ngạo nói. Nữ tu lại dịu dàng, cười nói, thưa Lý đại ca. Ta tên là Chu Như Thanh. Ngô Bình gật gù rồi cũng im lặng, hiện tại anh không biết tình hình bên trong Chiêu Thiên Phong ra sao. Dù anh có vào được bên trong, cũng chưa chắc có thể chăm sóc được họ. Cách họ không xa, có hơn 10 tu sĩ của nhân tộc đang đứng,
hình như họ luôn chăm chú nhìn Chu Như Thanh. Dù sao, Chu Như Thanh cũng là một đại mỹ nữ, họ nhìn chăm chú như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Dần ra, hình như họ nghĩ thế lực của Ngô Bình cô độc nên có vài nam tu đã bước đến, không thèm chào hỏi Ngô Bình hay Trương Huyền Thanh, mà một tu sĩ tên Tiểu Hồ Tử nói với Chu Như Thanh, Chiêu Thiên Phong này nguy hiểm lắm đó tiên tử à, gia tộc của bọn ta theo tổ tiên nghiên cứu văn minh kỷ nguyên của nó rồi nên vô cùng biết rõ tình hình bên trong, không biết tiên tử có muốn đi với bọn ta không? Trương Huyền Thanh lạnh lùng nói, không muốn. Tên tu sĩ tên Tiểu Hồ Tử kia chừng Trương Huyền Thanh nói, ta đâu có nói chuyện với ngươi. Ngươi muốn đi với bọn ta cũng không cho. Trương Huyền Thanh lạnh lùng nói, cút xa một chút. Tiểu Hồ Tử cười nham hiểm nói, tên nhóc nhà ngươi cũng kiêu căng thật đấy, đáng tiếc là kẻ nào kiêu căng như thế đều chết không yên. Lát nữa vào Chiêu Thiên Phong rồi, để xem ngươi có cầu xin ta không. Đám đó vài câu, lại quay lại vị trí cũ. Chu Như Thanh nói, Lý Sư Huynh đừng nghe bọn chúng khoe khoang, tổ tiên của chúng ta cũng có rất nhiều công trình nghiên cứu về văn minh kỷ nguyên. Như Thanh, Trương Huyền Thanh đột ngột chừng nàng ấy, Chu Như Thanh chỉ đành nín thinh. Ngô Bình âm thầm giật mình, xem ra hai người này cũng chẳng phải dạng vừa gì. Nhưng anh không hỏi nhiều, Sư Tôn không nói thì anh cũng không cần biết rõ làm gì. Không lâu sau, Chiêu Thiên Phong đột nhiên xuất hiện một cái cầu thang, lập tức có vài tên dị tộc bước lên đến bậc người đã thấy thềm đá dài không còn nhìn thấy đầu đâu nữa. Trương Huyền Thanh với Chu Như Thanh vẫn rất bình tĩnh, hình như cũng không lo lắng hay vội vàng đi theo sau đám người đó. Ba người đi lên bậc thang, Ngô Bình cảm nhận được một lực ản rất yếu, mà cứ theo số bậc thang tăng dần thì lực cản càng lúc càng lớn. Vài tên tu sĩ dị tộc đi thuốc đằng trước, đã bước đầu có bước chân khó nhọc. Sau khi đi hơn 1000 bậc, nhóm người Ngô Bình đã vượt qua một đám lớn tu sĩ. Sau 3000 bậc, ba người trở thành đội thứ hai, sau đội sinh linh hỗn độn cũng đi lên bậc thang rất nhanh. Sau đó họ đi đến một bệ đá, trên bệ đó có một cánh cửa đá xa xưa. Lúc này, một đám sinh linh hỗn độn đang đi vòng quanh cửa đá nghiên cứu, họ đều nghĩ muốn lên núi thì phải tìm ra cơ quan trên cửa đá này. Chu Như Thanh nói, mỗi lần vào Chiêu Thiên Phong đều khác nhau, lần này là cửa đá, lần trước đó là cầu đá. Ngô Bình bật cười hỏi, Như Thanh biết cách qua à? Chu Như Thanh lắc đầu, ta không rõ lắm, chỉ thử xem. Đám sinh linh hỗn độn vẫn còn đang nghiên cứu, Ngô Bình đã mất kiên nhẫn đi đến đưa tay đặt lên cửa đá. Ngay tức thì, anh cảm nhận được một cỗ lực lượng run liên hồi trên cửa đá giống như là mật mã. Anh nhắm mắt suy nghĩ, bên cạnh có một sinh linh hỗn độn đầu rắn cơ thể hình người lạnh lùng nói, tên nhóc kia, đã không hiểu thì đừng có chạm bậy bạ. Ngô Bình mở mắt ra, sau đó vội vàng đến cửa đá xoa 24 lần, đột nhiên một tiếng răng rắc vang lên. Cửa đá to lên ánh sáng lấp lánh, chính giữa xuất hiện vầng sáng ngưng tụ thành một cánh cửa ánh sáng. Tất cả tu sĩ thấy hình ảnh như vậy, lập tức ngậm miệng, ánh mắt nhìn Ngô Bình cũng thay đổi. Ngô Bình dẫn Chu Như Thanh và Trương Huyền Thanh bước vào cửa ánh sáng, đám người mạnh sinh linh hỗn độn không ngăn lại, mà im lặng đi theo sau lưng họ. Mọi người cứ thế nối đuôi nhau đi vào. Khi họ vừa bước vào cánh cửa ánh sáng, đập vào mắt Ngô Bình chính là một thế giới bị phá hoại. Nói thế giới này bị phá hoại bởi vì khắp nơi, đều là vết nứt thời không, vết nứt đó kéo dài từ trên không trung đến mặt đất, thậm chí và kéo dài sâu vào lòng đất vài ngàn dặm. Thế giới này nhiều vết nứt đến mức người ta cảm giác như là một mặt thủy tinh, chỉ cần chạm một cái nhẹ thì nó lập tức vỡ nát. Đằng xa có rất nhiều tòa nhà, Ngô Bình nhìn phong cách vào tạo hình của những tòa nhà này rất lạ. Những tòa nhà này rất cao lớn đến mức không bình thường, một tòa nhà nhỏ cũng cao ít nhất mấy trăm mét rồi. Những tòa nhà này cũng bị phá hoại giống hệt như thế giới của nó, có cái thì bị cắt một nửa, một số cái khác đã biến thành phế tích. Tất cả tòa nhà ở đây đều xiên vẹo, lỡ nứt không có tòa nào nguyên vẹn. Khi vừa bước vào thế giới này, Ngô Bình đã cảm thấy đạp pháp của bản thân bị một nguồn sức mạnh lớn chèn ép, mà ngay cả vô thượng đại đạo cũng không tránh khỏi. Nhưng chí cao cấm kỵ trong cơ thể của anh lại như có một luồng sức sống, nó phát triển lớn mạnh hơn cả trước đó rất nhiều. Chúng ta đã vào mảnh nhỏ của thế giới rồi, Trương Huyền Thanh dặn dò, chúng ta tìm kỹ xem, có thể phát hiện ra kỷ nguyên huyền bí không? Ngô Bình hỏi, người nói kỷ nguyên huyền bí là thứ gì? Chu Như Thanh giải thích, Lý đại ca không biết, thời đại hiện tại chúng ta đang sống vẫn còn khá trẻ tuổi nên vẫn chưa sinh ra được cường giả kỷ nguyên. Nhưng dựa vào suy đoán của những người đời trước, theo lý thuyết không có cách nào đột phá lên trên kỷ nguyên cảnh, cần kinh nghiệm và pháp bảo của cường giả kỷ nguyên giúp đỡ mới có thể đột phá lên được. Ngô Bình gật gù nói,
vậy đó là sứ mạng của các ngươi à? Chu Như Thanh gõ nhẹ đầu mình rồi nói, chúng ta lên đằng trước xem sao đi Lý đại ca. Ba người phi hành một đoạn đường, rồi Trương Huyền Thanh lấy ra la bàn quan sát. Hắn ta chỉ đằng trước, phía trách bên trái nói, bên đó. Ngô Bình im lặng, đi theo hai người. Ba người bay vài trăm dặm là phát hiện có ba sinh linh hỗn độn đang theo đuôi họ từ phía xa, anh dừng lại nói với hai người họ, hai người đi trước đi. Trương Huyền Thanh liếc sinh linh hỗn độn ở sau lưng, mới gật đầu rồi kéo Chu Như Thanh vội vàng bay tiếp. Một lát sau, ba sinh linh hỗn độn đã đến gần. Ngô Bình chặn ba tên đó lại, bình tĩnh nói, ba người quay về, còn kịp đấy. Trong ba tên, có một sinh linh hỗn độn có cái đầu như một cục thịt máu nhúc nhích, một giọng nói đột ngột vang trong não của Ngô Bình, con người rút ra chỗ khác, ngươi đánh không thắng nổi ba bọn ta. Ngô Bình khinh bỉ, các ngươi chán sống thế, thì chết đi. Tên dị tộc này lập tức cứng đờ cả cơ thể, đầu cũng vỡ ra, bên trong có một cái xúc tua thật dài bay ra tạo thành một lưỡi kiếm hình trăng khuyết sắc bén chém về phía Ngô Bình. Ngô Bình vừa vung tay lên đã bắt được lưỡi dao sắc bén kia, rồi vừa nghiến vừa vung lên. Một sức mạnh khủng bố đánh ngược lại, anh rút xúc tua ra khỏi cơ thể của đối phương, máu tươi từ miệng vết thương bắn ra tung tóe. Ngô Bình vứt xúc tua đã mềm sang một bên, lạnh lùng nhìn hai tên sinh linh hỗn độn khác. Cơ thể của hai tên kia run lên, quay đầu muốn bỏ chạy. Bây giờ chúng chỉ hận cha sinh mẹ đẻ thiếu hai chân nữa, thoát cái đã mất tăm hơi. Chu Như Thanh đang phi hành phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua rồi giật mình nói, Huyền Thanh này, Lý đại ca giỏi ghê. Hắn đã giải quyết xong ba tên sinh linh hỗn độn rồi. Trương Huyền Thanh cũng rất bất ngờ nói, nếu hắn không có tài mọn gì, thì Nguyên Thủy sẽ không nhận hắn làm đồ đệ đâu. Đi nhanh thôi. Ngô Bình đuổi kịp hai người, ba người lại cùng nhau phi hành hơn 1000 dặm mới phát hiện có một ngọn núi màu vàng rất to ở đằng trước. Trên núi có một căn miếu thờ kép 300 trượng, dài 1000 trượng, bề thế và hùng vĩ. Ba người đáp xuống quảng trường khổng lồ trước miếu thờ. Gạch lát trên cái sân rộng lớn này đã vỡ vụn hết. Ngô Bình cúi đầu liếc sơ qua phát hiện những viên gạch này dùng thần tài chế ra, trong đó chứa ký hiệu huyền ảo chắc chắn đó điều gì đó rất khác thường. Cửa miếu đóng chặt, Trương Huyền Thanh nhìn la bàn rồi hít sâu một hơi thốt lên, nơi này là Linh Sơn. Ngô Bình giật mình, ở vũ trụ thứ hai có Phật đạo, mà Phật Đà tổ sư của Phật đạo cũng ở Linh Sơn. Chu Như Thanh nói, không biết mở được cánh cửa này ra hay không nhỉ? Trương Huyền Thanh đi đến trước cửa, đặt tay lên dốc hết sức đẩy ra nhưng cửa chẳng hề xê dịch. Hắn ta hơi ngượng nghịu, nhìn về phía Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười rồi đi đến trước cửa, vươn tay phải lên nhẹ nhàng đặt trên cửa. Tay vừa tiếp xúc với mặt cánh cửa, anh lập tức cảm nhận được một nguồn năng lượng vừa quen vừa lạ. Cấm kỵ lực trong cơ thể của anh cũng rất thích cổ năng lượng này, nên anh sử dụng cấm kỵ lực, dốc hết sức đẩy ra. Hình như cánh cửa lớn bị một ít cấm kỵ lực thúc đẩy. Nên cửa chính im lặng mở ra, bên trong tuôn ra hàng tỷ ánh sáng màu vàng. Trương Huyền Thanh vừa mừng vừa sợ thốt lên, vào nhanh thôi. Ngô Bình vừa bước vào cửa, xoay người gọi Trương Huyền Thanh với Chu Như Thanh bước vào. Nhưng hai người lại lắc đầu. Chu Như Thanh nói, hai người bọn ta là người dẫn đường cho Lý đại ca, nên hai người bọn ta sẽ canh ở ngoài cửa, ngài nhanh chóng tìm truyền thừa đi. Ngô Bình bất ngờ, anh không ngờ sứ mạng của hai người họ là dẫn đường. Vì sao sư tôn lại không nói rõ cho anh biết? Nhưng anh không có thời gian suy nghĩ, anh chỉ gật đầu rồi đi vào trong. Cửa chính cũng theo đó, mà tự động đóng lại. Sau khi cửa chính đóng lại, Trương Huyền Thanh thở dài nhẹ nhõm nói, chùa thiên rất nguy hiểm, có người vào đấy trước đó rồi nhưng không sống sót để ra ngoài được. Chúng ta có vào cũng là cửu tử nhất sinh, cứ để Lý Huyền Bắc vào trong kiểm tra tình hình trước đã. Chu Như Thanh thở dài thườn thượt nói, chúng ta làm vậy có tốt không Huyền Thang? Chúng ta không nói cho hắn biết tình hình bên trong đó sao? Trương Huyền Thanh chẳng thể hiện cảm xúc gì trên khuôn mặt, mà nói, gia tộc của hai người chúng ta cứ nghiên cứu về kỷ nguyên văn minh từ đời này sang đời khác, mỗi một lần có cơ hội điều tra, chúng ta đều phải nắm chặt và lợi dụng tất cả mọi thứ có thể sử dụng được. Chu Như Thanh cúi đầu, im lặng. Ngô Bình bước vào giữa ánh sáng vàng, áp lực bên trong nó ngày một tăng mạnh, anh cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cấm kỵ lực phóng ra, đã giúp cảm giác khó chịu này dần mờ nhạt. Hình như ánh sáng vàng này có tác dụng rèn luyện hình thần của con người, thân thể của anh mạnh mẽ như thế vẫn phải chịu chút cảm giác đau đớn, trong lỗ chân lông bay ra từng sợi khói màu đen, tản ra vào nhập vào giữa ánh sáng vàng. Anh biết đây là kỳ ngộ hiếm gặp, nên đứng yên tại chỗ,
bình tĩnh nhận lễ rửa tội của ánh sáng vàng. Sau nửa giờ đồng hồ, ánh sáng vàng dần nhạt đi, hiệu quả rèn luyện cũng không còn rõ ràng nữa, vì thế anh tiếp tục bước vào chân về phía trước, vượt qua ánh sáng màu vàng và bước vào trong chùa miếu. Anh quay đầu nhìn ánh sáng màu vàng, lại phát hiện đó là một bức tượng ánh sáng màu vàng, bên trong bức tượng chứa rất nhiều ký hiệu màu vàng liên tục lập lòe. Anh nhìn xung quanh lại phát hiện có một pho tượng Phật Đà được tạo từ ánh sáng vàng lấp lánh. Pho tượng đang ngồi xếp bằng giữa đại điện, bên cạnh còn có Bồ Tát, La Hán. Ngô Bình đã thấy những bức tượng này rất nhiều ở vũ trụ thứ hai rồi, nhưng chủ vũ trụ cũng không nhiều. Tuy thế tục giới có khái niệm về Phật, nhưng không rõ ràng, càng không có truyền thuyết gốc. Pho tượng Phật Đà giữ tư thế rất trang nghiêm, giống như chứa trí tuệ và sức mạnh to lớn đến vô hạn. Ngô Bình đứng ở trước Phật, chỉ có cảm giác muốn quỳ lạy. Nhưng lúc này từ trong một pho tượng bên trái, đột ngột bắn ra một chùm ánh sáng vàng rồi hóa thành một pho tượng nữ Bồ Tát đứng trước mặt Ngô Bình. Nhan sắc của nữ Bồ Tát này rất xinh đẹp, mỉm cười với bộ sa y màu trắng, còn cầm một đóa hoa sen. Nàng ấy chắp tay cúi chào Ngô Bình nói, Diệu Âm chào thí chủ. Ngô Bình đánh giá nàng ấy rồi hỏi, ngươi là Bồ Tát à? Diệu Âm cười nói, đúng vậy, ta là Thụ Phật Đà Điểm Hóa Bồ Tát. Ngô Bình chỉ vào pho tượng Phật Đà hỏi, Phật Đà ở trên một kỷ nguyên à? Diệu Âm giải thích, Phật Đà chia ở kỷ đệ tam nguyên, thất kỷ nguyên, thập kỷ nguyên hiển hóa. Ngô Bình hỏi, thế hiện tại là kỷ nguyên thứ mấy? Diệu Âm giải thích, nơi thí chủ đang sống là thập nhị kỷ nguyên. Ngô Bình hỏi tiếp, vậy Phật Đà hiển hóa là nghĩa gì? Phật Đà là cường giả kỷ nguyên à? Diệu Âm, mỗi một cường giả kỷ nguyên đều sống ở vài kỷ nguyên, nhưng đều khác nhau. Nếu Phật Đà muốn hiển hóa ở nhân gian phải có đủ nguyện lực của thật nhiều người. Ngô Bình, có nghĩa là Phật Đà cần rất nhiều tín đồ mới có thể xuất hiện ở thế gian. Diệu Âm cười gật đầu, đúng vậy, Phật Đà xuất thế, những Bồ Tát, thiên thần như chúng ta cũng sẽ xuất hiện ở thế gian. Ngô Bình nhìn nàng ấy hỏi, Bồ Tát nói chuyện qua ý thức của ta, vậy không biết có gì dạy bảo không? Diệu Âm, ta hy vọng thí chủ có thể cầm được truyền thừa của Phật Đà ra ngoài và tuyên truyền lý lẽ nhà Phật, bồi dưỡng tín đồ cho cửa Phật. Như thế sẽ không lâu nữa, Phật Đà sẽ lại xuất hiện ở nhân thế. Ngô Bình hỏi, sau khi Phật Đà xuất hiện, ông ta sẽ làm gì? Diệu Âm, Phật Đà xuất hiện, thế gian sẽ xây dựng luân hồi sinh ra Phật địa và địa ngục. Tín đồ ở Phật địa đi theo Phật Đà có thể đầu thai chuyển thế trong thế giới, thậm chí có cơ hội vượt qua kỷ nguyên và kỷ nguyên hiển hóa trong tương lai. Ngô Bình suy nghĩ một lúc lại hỏi, ta cũng từng đọc về những gì liên quan đến cửa Phật. Phật môn của các ngươi có quan tâm sự bình đẳng giữa các chúng sinh không? Diệu Âm trả lời, nếu muốn chúng sinh bình đẳng, thì buộc tất cả các loài phải tin Phật tu Phật. Ngô Bình cảm thán, ra là vậy. Hồi xưa, Bồ Tát là nhân tộc à? Diệu Âm cười nói, đương nhiên là nhân tộc rồi, trong chữ Phật bên trái là người, nên cũng liên quan đến nhân tộc. Có mấy kỷ nguyên, Phật môn không thể tỏa ra ánh sáng rộng rãi cũng vì nhân tộc ở những kỷ nguyên đó vẫn chưa quật khởi. Ngô Bình giật mình hỏi, có nghĩa là nhân tộc từng sống trong các kỷ nguyên khác nhau sao? Nhân tộc dùng cách nào để kéo dài thời đại đó được? Diệu Âm, đương nhiên vì trong nhân tộc có cường giả kỷ nguyên, nên nhân tộc mới tồn tại lâu như vậy. Thế có nghĩa là, cường giả kỷ nguyên như Phật Đà có rất nhiều à? Diệu Âm, đương nhiên rồi, trong từng tộc kỷ nguyên cần có hai vị cường giả kỷ nguyên canh giữa, nếu không tộc của họ không thể nào tồn tại lâu trong kỷ nguyên đó được. Ngô Bình hỏi, nhân tộc đó có mấy cường giả kỷ nguyên? Diệu Âm, hiện tại có ba người, trừ Phật Đà thì hai người khác vẫn còn đang ngủ say. Nhưng khí tức của họ đang ảnh hưởng lên kỷ nguyên này, ví dụ như thí chủ có thể cảm nhận được khí tức của hai cường giả kỷ nguyên đó. Ngô Bình giật mình sợ hãi hỏi, khí tức gì cơ? Khí tức tiên và cấm đó, Diệu Âm nói. Ngô Bình nhớ đến chuyện gì đó, hỏi, theo ngươi nói, vậy tiên đạo và cấm kỵ đều bắt nguồn từ một cường giả kỷ nguyên của nhân tộc à? Diệu Âm, đúng thế. Đạo của họ đã ở trên truyền thừa kỷ nguyên, sớm muộn gì cũng thức tỉnh thôi. Ngô Bình hỏi tiếp, thế hai vị cường giả kỷ nguyên kia chừng nào mới tỉnh? Họ cần một cơ hội, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì họ sẽ dùng thân phận người trọng sinh để quật khởi. Ngô Bình, nơi này có truyền thừa của hai vị cường giả kỷ nguyên kia để lại à? Diệu Âm, nơi này không có truyền thừa của hai vị cường giả kia. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, nhưng ta giúp các ngươi, thì đổi lại được cái gì?
Ngô Bình biết Phật Đà và Phật Môn đều không nhờ người giúp không công, dù sao họ không có tình nghĩa gì hay quen biết thân. Diệu Âm cười nói, Phật Đà để lại 3 món quà lớn, chỉ cần thí chủ hoàn thành 3 nhiệm vụ trước đó thì có thể tìm được một trong 3 phần đó rồi. Ngô Bình cười mỉa, ta không có hứng thú mấy thứ đó, ngươi cho ta lợi ích gì trước đã. Diệu Âm, thí chủ bước vào chùa Thiên đã được vô số Phật quang rửa tội là chỗ rất tốt rồi. Ngô Bình lắc đầu, chưa đủ. Diệu Âm, công tử còn muốn gì nữa? Ngô Bình, Phật đạo đã trải qua vài kỷ nguyên, chắc chắn rất rất nhiều món tốt. Hay ngươi lấy ra hết đây, ta tự chọn mấy cái. Diệu Âm im lặng vài giây rồi cười nói, chuyện đó thì được, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ủy thác của Phật Môn. Trước tiên, thí chủ cần kiểm tra kinh nghiệm trước đã. Chỉ cần thí chủ vượt qua bài thi, có biểu hiện đủ tốt thì ngài chọn vài món cũng chẳng vấn đề gì. Ngô Bình nhìn Diệu Âm nghi ngờ, trước khi ta đến đây, chắc có rất nhiều người đến đây rồi chứ nhỉ? Diệu Âm nói rõ, kỷ nguyên này đã có 27.900.000 người bước vào chùa Thiên rồi, đáng tiếc họ không đủ tư cách nhận ủy thác của Phật Môn. Ngô Bình hỏi, độ khó và nguy hiểm của bài thi này rất cao à? Diệu Âm, đúng vậy. 27.900.000 người đó chỉ có 3 người vượt qua bài thi, chỉ là đáng tiếc họ rời đi rời cũng chết sau 3 ngày. Ngô Bình, còn những người khác đâu? Những người còn lại đã chết trong bài thi cả rồi. Diệu Âm nói, thí chủ suy nghĩ cho thật kỹ có nên chấp nhận bài thi hay không? Ngô Bình chớp mắt vài cái rồi hỏi, người có thể nói nội dung của bài kiểm tra cho ta nghe được không? Bài kiểm tra chỉ có 2 phần, phần đầu là mở tính Phật. Sau khi tính Phật mở ra thì có thể xem bất cứ điển tịch Phật Môn nào cũng hiểu hết, chỉ cần nghe qua đã nhớ rồi tương lai sẽ biến thành tiềm chết của Phật. Phần đầu là truyền thụ thần công Phật Môn, Phật Đà có 10.000.000 thần thông, có thể học bao nhiêu thì phải xem tài năng của thí chủ rồi. Trong 2 cửa này, cửa thứ nhất là khó nhất à, Ngô Bình tiếp tục gặng hỏi. Nếu cửa thứ nhất không thể mở ra tính Phật, thì sẽ rơi vào ma đạo rồi sẽ bị Phật hiệu gạt bỏ. Cửa thứ hai cũng khó khăn như thế. Thần thông của Phật Đà không thể truyền thừa cho tất cả mọi người. Khi học được rồi, sẽ một bước lên mây, không thể chấp nhận được thì sẽ tan thành mây khói. Ngô Bình cười nói, ta đã đến đây rồi, sao không thử chút chứ? Diệu Âm gật đầu rồi nhẹ nhàng chỉ một ngón tay vào Ngô Bình, ngay lập tức đôi mắt của tượng Phật Đà bắn ra 2 luồng ánh sáng vàng chiếu vào Ngô Bình đang đứng trước cửa. Trong ánh sáng vàng có một đường ký hiệu bay đến, đánh trúng vào Ngô Bình. Thoát cái. Ngô Bình cảm nhận được thần hồn của mình như bị sức mạnh vô thượng đánh trúng, thiếu chút nữa đã vỡ. Ngay sau đó, một đường ký hiệu thứ hai xuất hiện, đạo anh của Ngô Bình lập tức run lên mạnh mẽ. Ngay lúc này, người mạnh mẽ và kiên cường như Ngô Bình, đạo anh của anh cũng xuất hiện vô số vết nứt trên bề mặt. Bài kiểm tra này không thẹn với cái danh bài kiểm tra thiên tài của bản kỷ nguyên cho vài chục vạn nhân tộc, Ngô Bình cũng phải chịu áp lực rất lớn. Ngô Bình hít một ngụm khí lạnh. Chuẩn bị sử dụng trí cao cấm kỵ bảo vệ đạo anh. Nhưng lúc này, anh cảm giác trí cao cấm kỵ thay đổi, một luồng khí tức đầy sát khí xuất hiện. Anh âm thầm giật mình, lập tức cẩn thận quan sát. Thoáng chốc anh đã hiểu được, cuối cùng năng lượng hạch tâm của trí cao cấm kỵ đã xuất hiện. Trong mắt của anh xuất hiện sự vui vẻ, điên cuồng. Lúc này anh lấy ra cửu thế thiên kiêu đan mà đan tổ đã luyện. Người khác luyện đan dược, anh cũng luyện nên vài ngày trước anh đã cải tạo viên thuốc này như cải tạo đan tinh. Cửu thế thiên kiêu đan được cải tạo xong cũng thay đổi tác dụng, nó tác dụng vào đạo anh hoặc nguyên thần. Khi đường ký hiệu thứ 3 xuất hiện, răng rắc, ngay lúc này, đạo anh của Ngô Bình lập tức vỡ nát bấy, biến thành một quả cầu khí. Quả cầu khí này rung lên, rồi nhanh chóng phục hồi lại hình dáng đạo anh lần nữa. Đó là một trong năng lực cấm kỵ hạch tâm của Ngô Bình, trọng sinh. Hơn nữa, mỗi một lần trùng sinh, anh đều sẽ trở nên mạnh hơn. Chính cấm kỵ là thứ nghịch chuyển thiên đạo, trùng sinh chính là nghịch thiên. Cả một kiếp này, đạo anh của Ngô Bình giống như vừa trải qua một lần luân hồi, hiệu quả của cửu thế thiên kiêu đan xuất hiện, tư chất của đạo anh tăng lên rất nhiều. Ngay sau đó, đạo phù văn thứ 4 đánh xuống, uy lực lại tăng thêm một chút. Bây giờ đây, đạo anh của Ngô Bình lại phân tách, nhưng Ngô Bình vẫn không đi chữa trị, từ từ chờ đạo phù văn thứ 4 đánh xuống. Răng rắc, cứ như thế, kim quang Phật Đà liên tục rơi xuống phù văn. Đạo anh của Ngô Bình bị phá hủy, rồi lại xây lại. Ban đầu, 2-3 đạo phù văn là có thể đánh tan đạo anh, nhưng sau đó đạo anh đã dần trở nên mạnh hơn, cần 4-5 đạo phù văn mới có thể phá hủy được. Sau khi trải qua 9 lần diệt sinh, hiệu quả của cửu chuyển thiên tâm đan cuối cùng cũng được giải phóng hoàn toàn,
lại thêm sức mạnh của cấm kỵ trùng sinh, khiến cho đạo anh của Ngô Bình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ đây, Ngô Bình đã cảm giác được đạo anh đã trở nên thông thấu, trí tuệ và khả năng giác ngộ đều tăng lên rất nhiều. Lúc này, một đạo phù văn cuối cùng trong kim quang bay đến, trong đầu của Ngô Bình vang lên một tiếng lớn, đột nhiên khai ngộ. Lúc này đây, anh đã thức tỉnh được Phật tính mà ai cũng có, nhưng không phải ai cũng thu hoạch được. Sau khi giác ngộ, anh cười nhẹ, bái lạy Phật Đà thật sâu. Diệu Âm vô cùng vui mừng, cười nói, chúc mừng thí chủ đã thức tỉnh Phật tính. Sau đó, ở giữa mày tượng Phật Đà lại tỏa ra một luồng kim quang, bên trong kim quang là thông tin thiên lược, tất cả thông tin mạnh mẽ tràn vào bên trong thức hải của Ngô Bình, đó chính là Phật Đà thập vạn thần thông. Phật tính của Ngô Bình đã thức tỉnh, anh mỉm cười, quan sát những thần thông đó, trông như những đường chỉ tay. Thế nhưng, qua một lát sau, anh có một ý tưởng, thập vạn Phật Đà thần thông, 10 cửa thần thông hiện ra, hóa thành 10 luồng Phật quang, nổ mạnh bên trong thức hải của Ngô Bình mà mở ra. Sức mạnh khổng lồ, đủ để tiêu diệt cường giả hỗn độn cảnh, nhưng Ngô Bình lại bất động, giống như những thần thông này là bọt khí tan biến bên trong nước, không hề quan trọng. 10 cửa thần thông được Ngô Bình lựa chọn hoàn toàn thuộc về 24 Phật môn đại thần thông của Phật Đà, số lượng tuy không nhiều lắm, nhưng thật ra lại vô cùng diệu dụng, uy lực khó lường. Sau khi có được thần thông, tượng Phật Đà hơi gật đầu với Ngô Bình, trên mặt nở nụ cười. Trên gương mặt của Diệu Âm lộ ra vẻ vui mừng, chúc mừng thí chủ đã đạt được Phật Đà thần thông. Từ bây giờ trở đi, thí chủ có thể tiếp nhận ủy thác của Phật môn. Ngô Bình, bây giờ tôi có thể xem đồ à? Diệu Âm cười nói, đương nhiên là có thể. Vừa dứt lời, Diệu Âm vung tay lên, trước mặt Ngô Bình lập tức xuất hiện một bức họa thật dài không thấy được cuối. Bức họa nhanh chóng trải ra từ trái sang phải, bên trên đó vẽ các loại pháp bảo, nhiều không kể được. Ngô Bình mỉm cười, bình tĩnh mà nhìn số bảo bối không thể đếm được này, anh cũng không chọn đến hoa mắt, mà là dựa vào tri thức và sức phán đoán của mình, chọn ra được món thích hợp. Khoảng qua vài phút, anh bỗng nhiên chỉ vào một thứ ở trên bức họa, đó là một chuỗi Phật châu, tổng cộng có 108 viên bảo châu, mỗi một viên bảo châu đều có khắc Phật văn cực nhỏ. Ngay lập tức, Phật châu đang ở trong cuộn giấy lập tức chuyển sang thật, bay vào trong tay của Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, bảo bối tốt. Mỗi viên châu đều ẩn chứa uy lực cực kỳ to lớn. Diệu Âm nói, ánh mắt của thí chủ thật tốt, đây là tam kỳ châu. Từ được làm từ xá lợi của các cổ Phật trong ba kỷ nguyên mà thành, là một trong 10 đại Phật bảo. Ở kỷ nguyên trước, Phật Đà từng ban cho Phật tử có ngộ tính nhất trong Phật môn. Sau này, vị Phật tử kia không phụ sự mong đợi của mọi người, 40 tuổi đã có thể chứng được Phật quả. Ngô Bình còn muốn lấy thêm vài món đồ, nhưng Diệu Âm lại cuộn bức họa lại, cười nói, thí chủ. Sau này mỗi lần người hoàn thành một nhiệm vụ, là có thể lấy được một bảo bối từ bên trong Phật tàng. Đương nhiên, ba phần đại lễ của người cũng sẽ không thay đổi. Ngô Bình lập tức trở nên tốt lên, anh gật đầu, vậy được. Nói tôi biết ba nhiệm vụ là cái gì đi. Diệu Âm, nhiệm vụ thứ nhất, là tu sửa một ngôi chùa, quy mô của ngôi chùa giống hệt với thiên tự. Ngô Bình, chỉ đơn giản như vậy. Diệu Âm lắc đầu, không đơn giản. Việc tu sửa chùa, không phải là việc mà trời đất chấp nhận được. Toàn bộ thiên địa đều sẽ làm khó làm dễ anh. Khi đó, không chỉ vận khí anh kém đi, mọi việc không được thuận lợi, còn sẽ nảy sinh tâm ma. Ngô Bình, cái đó thì không thành vấn đề. Sau đó, anh xoay người đi ra ngoài, mà Diệu Âm hóa thân thành một hạt châu, bay vào trong tay Ngô Bình. Từ đây, Ngô Bình có thể giao lưu với Diệu Âm bằng cách này. Ngô Bình đi xuyên qua kim quang, cửa lớn tự động mở ra, anh đi ra ngoài. Anh ra ra vào vào, mất hết cả nửa ngày trời. Trương Huyền Thanh ở bên ngoài đã nôn nóng chờ từ lúc sáng sớm, nhìn thấy anh còn sống bước ra, hai mắt lập tức sáng ngời, Lý Công Tử, tình hình bên trong thế nào? Ngô Bình nhìn hắn một cái, sau khi trải qua một chuyến này, anh đã hiểu rõ được tình huống bên trong, nếu như không phải anh có thủ đoạn phi thường, chỉ sợ đã vĩnh viễn không thể nào bước ra. Bên trong không có thứ gì, chỉ có một pho tượng Phật, nói tôi làm kiểm tra, tôi không đồng ý. Lời anh nói, trong giả có thật, Trương Huyền Thanh trợn mắt. Lại hỏi, có nguy hiểm gì không? Ngô Bình, kim quang bên ngoài có hơi rắc rối, người bình thường không có cách nào thích ứng được. Trương Huyền Thanh lập tức muốn đi vào bên trong, hắn muốn đẩy cửa ra, nhưng đáng tiếc, cửa lớn đã đóng lại, hắn không thể đẩy ra được. Hắn nhìn về phía Ngô Bình, nói, Lý Công Tử, có thể giúp tôi mở cánh cửa này ra được không? Ngô Bình bình tĩnh nói, tôi khuyên anh không nên đi vào đó, anh vào trong đấy rồi chính là cửu tử nhất sinh. Một lượng lớn kim quang kia không phải là thứ anh có thể chịu được.
Trương Huyền Thanh hít sâu một hơi, nói, phú quý hiểm trung cầu, công tử không có thu hoạch gì, chưa chắc tôi cũng không có. Mong công tử hỗ trợ, lời hay không khuyên được kẻ đáng chết, thấy hắn kiên trì như thế, Ngô Bình cũng không nói gì, vung tay lên, cánh cửa lớn kia lập tức tự động mở ra. Trương Huyền Thanh nói với Chu Như Thanh, cậu ở bên ngoài chờ, nếu như tôi không thể ra được, cậu cứ tiếp tục đưa Lý công tử đi thăm dò nơi khác. Chu Như Thanh muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Trương Huyền Thanh đi vào, hắn vừa mới tiến vào kim quang, thì cơ thể đã lập tức bốc cháy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thể chất của hắn không thể so được với Ngô Bình, tràn đầy tạp chất, sau khi bị kim quang tẩy một lúc, lập tức trở nên vô cùng đau đớn. Bên trong kim quang, Trương Huyền Thanh bị thiêu đến mức chỉ còn lại bộ xương và nội tạng cháy đen, nhưng hắn vẫn đi vào bên trong. Chỉ là, kim quang này có thể kích phát nghiệp hỏa, nghiệp lực của Ngô Bình đã được tẩy sạch từ lâu, nhưng Trương Huyền Thanh lại là nghiệp lực quấn thân, chưa được vài bước đã hóa thành cho bụi. Nhìn Trương Huyền Thanh bị đốt thành tro, Chu Nhược Thanh òa khóc, che mặt khóc nức nở. Ngô Bình nhẹ nhàng thở dài, nói với Chu Như Thanh, hắn ta tội gì phải làm thế, biết rõ vô cùng nguy hiểm mà còn muốn vào thử. Chu Như Thanh buồn bã nói, Lý đại ca, đây là mệnh số của chúng tôi. Từ nhỏ bọn em đã được dạy làm cách nào để thăm dò kỷ nguyên văn minh, được dạy phải có dũng khí. Ngô Bình, Như Thanh, gia tộc các người luôn thăm dò kỷ nguyên văn minh, vậy có nghĩa là các người có rất nhiều kinh nghiệm. Chu Như Thanh gật đầu, trong tộc của em có ghi chép về chỗ này, nơi này là thiên tự, bên trong có truyền thừa Phật môn. Ngô Bình, quả nhiên là truyền thừa Phật Đà. Như Thanh, tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Chu Như Thanh điều chỉnh tâm trạng lại một chút, sau đó lại lấy la bàn ra, nói, Lý đại ca, cách đây 390 dặm về hướng đông có một đạo quan. Đạo quan kia nhìn có vẻ còn huyền diệu hơn cả thiên tự, chỉ là vô cùng nguy hiểm, đi vào rồi sẽ không còn một ai sống sót. Lý đại ca, chúng ta nên đi không? Ngô Bình nghĩ đến truyền thừa tiên đạo của vị cường giả kỷ nguyên kia, nói, đương nhiên là muốn đi, cậu dẫn đường. Chu Như Thanh xốc lại tâm trạng, đưa Ngô Bình đến đạo quan. Trong lúc bay, Ngô Bình thấy khóe mắt của Chu Như Thanh vẫn còn nước mắt, anh có thể nhìn ra được cô vô cùng đau lòng trước cái chết của Trương Huyền Thanh. Vì thế Ngô Bình hỏi cô, giữa cô và Trương Huyền Thanh hình như rất thân thiết. Chu Như Thanh nhẹ nhàng thở dài, nếu như anh ấy không chết, thì sau khi về em sẽ gả cho anh ấy. Vậy sao cô lại không cản hắn đi vào trong thiên tự? Ngô Bình khó hiểu, Chu Như Thanh lặng lẽ nói, đây là sứ mệnh của bọn em, cho dù biết có nguy hiểm nhưng vẫn phải đi. Ngô Bình không hiểu, chuyện thăm dò kỷ nguyên văn minh quan trọng với gia tộc các người như thế sao? Chu Như Thanh gật đầu, tổ tiên của hai gia tộc bọn tôi, đều là cường giả kỷ nguyên đời trước. Nhưng bọn họ không phải thật sự là cường giả kỷ nguyên, cho nên hậu thế đều có khuyết điểm nghiêm trọng. Muốn đền bù phần khuyết điểm này, cần phải tìm kiếm đáp án từ bên trong kỷ nguyên văn minh. Ngô Bình không ngờ đến, tổ tiên của hai nhà này thế mà lại có cường giả kỷ nguyên đời trước. Anh không khỏi hỏi. Làm thế nào bọn họ vượt ra được kỷ nguyên? Chu Như Thanh, đưa thần hồn của bản thân nhập vào trong pháp bảo kỷ nguyên, như thế có thể tồn tại được. Thế nhưng, di chứng lại vô cùng rõ ràng. Ngô Bình, thế cái kỷ nguyên pháp bảo kia còn ở gia tộc các người không? Chu Như Thanh gật đầu, ân. Ngô Bình cười khổ, gia tộc có được pháp bảo kỷ nguyên, Chu gia các người nhất định vô cùng hùng mạnh. Chu Như Thanh, đúng thật là lúc trước rất mạnh, nhưng thế lực hùng mạnh thế nào đi nữa đều có một ngày sẽ xuống dốc. Bây giờ, Chu gia của em tuy rằng vẫn là thế lực đứng đầu, nhưng đã kém đi rất nhiều so với năm đó. Nói đến đây, cô nói, Lý đại ca, những lời mà em nói, đều là cơ mật của gia tộc, mong anh có thể bảo mật. Ngô Bình nói, cô yên tâm, tôi sẽ không nói cho người thứ hai. Đúng rồi, khuyết điểm của gia tộc các người là gì, nói ra biết đâu tôi có thể giúp được. Chu Như Thanh nói, thiếu thần hồn, nên khi tu hành đến đạo anh cảnh thì rất dễ dàng băng giải. Cho nên người mạnh nhất của Chu gia bọn em cũng chỉ ở mức đạo anh cảnh. Vì thế, từ khi bắt đầu, tổ tiên của Chu gia đã chọn một đám người ngoài, chọn ba người ưu tú nhất trong số họ làm nghĩa tử. Ba chi này, sau này phát triển thành những gia tộc hàng đầu. Bây giờ, ba nhà bọn họ đã không còn trung thành với Chu gia bọn em, nếu như không có pháp bảo kỷ nguyên trấn áp, chỉ sợ bọn họ đã phản từ lâu. Cho nên chúng ta cũng phải nhanh chóng đi tìm cách phá giải được khuyết điểm. Ngô Bình, Trương gia sau lưng Trương Huyền Thanh cũng giống như vậy. Chu Như Thanh, đúng vậy. Hơn nữa tình huống bên Trương gia còn không ổn hơn. Trương lão tổ nhận hai tên nghĩa tử, bây giờ đều tự lập môn hộ, gần như phân tán tài sản của Trương gia. Tình hình hiện tại của Trương gia tràn ngập nguy cơ,
cho nên Huyền Thanh mới sốt ruột đến như thế. Lúc nói chuyện, hai người đã nhìn đến một khoảng núi non mây mù mờ ảo trên không trung, Chu Như Thanh nhìn về phía ngọn núi xa xôi không chớp mắt, đạo quan ở chỗ đó. Ngô Bình gật đầu, đi đến phía trước đỉnh núi rồi đáp xuống. Tuy nhiên, lúc anh tiến vào trong làn mây mù, lập tức cảm giác được không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, cho dù anh có đi từ hướng nào thì đều sẽ trở lại điểm ban đầu. Chu Như Thanh bất đắc dĩ mà nói, bên ngoài đạo quan có pháp trận, người bình thường khó mà vào được. Ngô Bình hừ lạnh một tiếng, thúc giục sức mạnh cấm kỵ, không gian xung quanh lập tức khôi phục trở lại trạng thái ban đầu, mây mù cũng ngay lập tức tản ra, cả hai người đều thấy được đạo quan trên núi. Đạo quan kia cũng không lớn, được xây ở trên đỉnh núi, phía trước đạo quan có trồng một số loại hoa cỏ, vài cây cổ tùng. Hai người đi vào trước đạo quan, đạo anh của Ngô Bình đột nhiên trở nên chấn động, dường như bên trong đạo quan có thứ mà nó thèm muốn. Trong lòng Ngô Bình vừa động, hắn lập tức đi đến trước cửa, giơ tay nhấn vào một cái. Sức mạnh của vô thượng đạo bên trong cơ thể hắn từ làm nổ tung cánh cửa, trong nháy mắt cửa lớn mở ra. Ở phía sau cửa, là một luồng ánh sáng màu tím dâng lên, khó mà nhìn được ở bên trong đó có cái gì. Hai mắt Chu Như Thanh sáng lên, nói, Lý đại ca, sao anh mở ra được vậy? Ngô Bình không giải thích, nói, cô chờ bên ngoài đi. Sau đó mới bước vào trong, anh đi vào bên trong vùng ánh sáng tím, đạo anh tự mình bay ra, điên cuồng hấp thụ ánh sáng tím. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng tím đó đã bị nó cắn nuốt không còn gì, đạo anh cũng thoải mái mà ợ một hơi. Nhưng ánh sáng tím đó, đối với đạo anh thì chính là vật đại bổ. Lúc này, cánh cổng lập tức đóng mạnh lại, không gian xung quanh lại trở nên vặn vẹo, trong nháy mắt, Ngô Bình đã đi vào một đạo tràng cực lớn. Đạo tràng vô cùng lớn, xung quanh có mấy trăm vạn bóng người, bọn họ đều đang ngồi xếp bằng, nghe một đạo nhân ở giữa giảng kinh. Đạo nhân kia có gương mặt như cổ nguyệt, tiên phong đạo cốt, có ba sợi râu đen, mặc một bộ đạo bào nguyệt bạch, trên mặt nở nụ cười. Ngô Bình sửng sốt một chút, sau đó cũng ngồi xuống, cùng nghe kinh với những bóng người mơ hồ kia. Sau khi nghe được vài câu, anh lập tức mở to hai mắt, những thứ mà đạo nhân giảng và tiên đạo bây giờ giống nhau đến 7 phần, nhưng có 3 lần là anh chưa bao giờ hiểu được. Anh vểnh tai lên nghe đạo nhân giảng kinh, mà lần này nghe một lúc đã qua 3 ngày. Sau 3 ngày, anh nhìn thoáng qua xung quanh, những bóng người nghe kinh đó vậy mà lại thiếu đi 9 phần, chắc hẳn là không hiểu được những câu sau trong kinh văn, cho nên đã đi trước. Ngô Bình cũng kệ bọn họ, tiếp tục nghe kinh, một bên nghe, một bên luyện. Trước đây anh có một số nghi ngờ trong việc tu hành tiên đạo, từng cái được giải thích, khí tức của đạo anh cũng càng ngày càng mạnh hơn. Đạo môn trong cơ thể của anh cũng đã dần nhiều thêm 3 phần đạo lục, lại càng trở nên hoàn chỉnh, huyền diệu thêm. Qua thêm 3 ngày nữa, anh cảm giác bản thân có thể đi sâu vào cảnh giới thứ 8 của đạo cảnh, đại thánh cảnh. Truyền thừa đại thánh cảnh của đại nhân toàn diện hơn nhiều so với những cái anh biết. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn trong lời của đạo nhân, thì đại thánh cảnh chân chính có thực lực không thua kém gì so với đại thánh ở bên thánh cổ đại lục, thậm chí là còn mạnh hơn. Bản thân tu vi của Ngô Bình đã là đại thánh, bây giờ lại được nghe đạo nhân giảng kinh truyền thụ, khí tức quanh thân nhanh chóng trở nên hoàn thiện, nhẹ nhàng bước vào đại thánh cảnh. Đại thánh cảnh, đạo anh của Ngô Bình hóa thành màu vàng kim, ở thánh cổ đại lục, anh đã đạt đến tu vi đại thánh, lại thêm một phần vào, hai loại tu hành bắt đầu dung hợp một cách hoàn mỹ. Lúc này, trên không trung giáng xuống một luồng sét màu tím, đánh vào trên người của Ngô Bình, rèn luyện thần hồn của cơ thể anh. Cơ thể của anh tê dần, nhưng không hề bị thương. Lại thêm 3 ngày nữa, Ngô Bình đã hoàn thiện đại thánh cảnh, mà đạo nhân kia cũng giảng xong kinh. Ngô Bình nhìn ra xung quanh, trong đạo tràng to như thế, lại chỉ có một mình anh là người sống. Những bóng người đang ngồi xếp bằng, bây giờ ở chỗ đó lại là một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Da đầu của anh tê dại, anh biết nếu bản thân không thể lý giải được kinh văn của đạo nhân, thì chỉ sợ bản thân cũng sẽ giống như những bộ xương khô đó, chết già ở chỗ này. Lúc này, đạo nhân nhìn về phía anh, khẽ gật đầu với anh, sau đó vươn tay ra điểm tới, một luồng ánh sáng tím đánh vào giữa mày Ngô Bình. Ngay lập tức, trong đầu của Ngô Bình có thêm vô số điển tích, kinh văn, mênh mông bể sở. Nếu như không phải anh có tu vi đại thánh cảnh, thì số lượng thông tin này cũng đủ để cho tinh thần của anh suy nhược. Anh không kịp tiêu hóa, chỉ có thể nhớ kỹ những nội dung này, lưu trữ lại. Sau này có thời gian thì đi nghiên cứu và tu luyện. Sau đó, một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy anh ra, anh lui về sau một bước, lập tức trở về lại bên trong đạo quan. Ở trước mặt của anh, có một chiếc bàn ngọc, bên trong bàn ngọc có 3 lá bùa, một thanh bảo kiếm.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 228.